Mến thưa quý bà con cô bác, hiện tại Minh Toàn đang còn đi quay video để gửi đến quý bà con cô bác. Và Minh Toàn đang có mặt tại chỗ ao cá Hạ Long. Wow, có xe đi nguy hiểm quá. Hai xe này tính sao đây? Gặp va chạm rồi. Chỉ là xuống nhắc nhở thôi, đừng có là va chạm. Nói chung là đi đường thì thôi mình cứ đi cẩn thận thôi quý bà con. Mến thưa quý bà con, bây giờ thời tiết về tối, buổi tối cũng khá là lạnh. Và đây là cái tuyến đường Tay Răm. Hôm nay thì Minh Toàn muốn gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh mà Hạ Long về đêm. Chính vì thế mà Minh Toàn mới xách máy quay và đi quay cái hình ảnh Hạ Long về đêm để gửi đến quý bà con cô bác, giúp quý bà con cô bác hiểu thêm về thành phố Hạ Long, một trong những thành phố du lịch của Việt Nam chúng ta. Về buổi tối nó như thế nào? Đây là con Innova vừa rồi chạy hơi nhanh, gặp cái xe tải. Ban ngày thì cũng có nhiều du khách du lịch đến với Hạ Long, nhưng mà buổi tối thì Minh Toàn cũng ít gặp. Và đặc biệt là du khách ở đây thì Minh Toàn thấy du khách ở Trung Quốc rất là nhiều quý bà con cô bác ạ. Vào mùa này không phải là mùa du lịch, thành ra là cái lượng khách của nước ngoài, chủ yếu là nước ngoài về với Hạ Long thôi. Nhưng mà phần nhiều là du khách của Trung Quốc. Và mến thưa bà con, chúng ta đang lưu thông ở trên cái đường gọi là đường Hạ Long. Đây, cái khu này là khu Minh Toàn vào đây, cái khu này nó hơi sầm uất chút. Này là khu gần với chợ Cái Răm ấy quý bà con cô bác. Đây các cái đoàn du khách của nước ngoài, có cả du khách của trong nước, nhưng mà trong nước thì lượng du khách cũng ít quý bà con. Đây thì khá là sầm uất bởi vì đây có các cái
dịch vụ ăn uống. Dịch vụ ăn uống ở đây, ốc ăn vặt rất nhiều. Đây Minh Toàn xin phép đây được rẽ trái đường này là chúng ta đi thẳng xuống Hạ Long Bay đây. Tuyến đường này là một trong những tuyến đường đẹp nhất nhỉ ở Hạ Long đấy các bạn, các bác. Trước mặt chúng ta là những cái tòa nhà mới được xây dựng xong, mới xây thôi chứ chưa được lâu, thì quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được cái sự phát triển của Hạ Long. Quý bà con cô bác thấy ở khu này cũng đang xây dựng rất là nhiều. Chúng ta mà đi thẳng là đây, chúng ta đến bãi cháy và đi rẽ trái là cái dăm. Về với Hạ Long thì quý bà con cô bác thấy riêng ở đây là cái bùng binh thôi, nhưng mà cây cối cũng được tỉa thành cái thuyền này, đấy, con tàu này, rồi có các cái đèn chiếu sáng để chiếu lên cây. Còn có bác như là thấy cái khu này là khu nhà nghỉ dưỡng. Ở đây mình thưa bà con, đây là cái khu Vinpier. Khu này thì các cái căn nhà liền kề được xây rất là đẹp, mỗi nhà một màu luôn quý bà con của bác ạ. Và còn có bác có thể nhìn thấy được cái cảnh nhà ở khu Hạ Long Bay này, khu Hạ Long Bay hay còn gọi là khu thị trấn của bãi cháy ấy.
với Hạ Long thì quý bà con cô bác cũng có thể đi các cái điểm du lịch khác nhau, trong đó Hạ Long Bay cũng là một cái điểm du lịch mà thường du khách về với Hạ Long thì ít khi bỏ qua. Trời mùa này khá lạnh rồi quý bà con. Đây, khu này khu khách sạn Royal. Năm sao. Cả nhà Long về đêm mê với bà con. Có cả các cái du khách của nước ngoài về đây thăm và đi du lịch ở Hạ Long Bay. Đây, quý bà con của bác thấy riêng ở cái phố này gọi là phố cổ của Hạ Long. Phố cổ thì người ta gọi là phố cổ thôi, nhưng mà tức là cửa hàng mới, nhưng mà trưng bày theo cái phong cách cổ, người ta gọi là phố cổ quý bà con ạ. Bên tay trái chúng ta là cái khách sạn Công Đoàn. Khách sạn Công Đoàn của Hạ Long. Phố này là phố ẩm thực của đằng trước Hạ Long Bay, thành ra là thu hút rất là nhiều du khách quý bà con cô bác ạ. Ở đây là cái phố đi bộ thì đúng hơn. Với bộ này buổi tối thì các cái du khách có thể đi để ngắm chiêm ngưỡng cái phố cổ này khi mà đến với Hạ Long quý bà con. Bà con cũng thấy được ở đây ở khu Sunwood. Và đây có một màn hình rất là lớn chứ bà con. Chúng ta đang đi qua trước cái khu khách sạn Mường Thanh của Hạ Long.
Quý bà con, bác cũng có thể nhìn thấy cái lượng xe mà đưa du khách về với Hạ Long, mặc dù mùa này không phải là mùa du lịch, xe cũng khá là nhiều với quý bà con ạ. Đi đằng trước cái phố cổ của Hạ Long này cứ ngỡ như là đi ở bên trời Tây luôn đấy quý bà con, rất là lung linh luôn. Và đây là một trong những cái cổng mà khi mà chúng ta đến Hạ Long Bay, chúng ta có thể đi qua những cái cổng như thế này. Đây là một trong những cổng như thế quý bà con. Trước mặt chúng ta là một cái cột của cái cáp treo. Wow, khá là đẹp quý bà con của bác ạ. Và trước mặt chúng ta là cái cầu Bãi Cháy. Đây, cái cầu Bãi Cháy. Cầu Bãi Cháy là một trong những cầu dài nhất của Hạ Long, và có thể nói là đẹp nhất về cầu của Hạ Long. Bên kia chỗ cái vòng mà nó màu nháy nháy đấy là quý bà con cô bác nhìn thấy đấy là cái mà chúng ta đi lên cáp treo để đi từ bên Hòn Gai đi sang Bãi Cháy. Và mùa này đi dưới khu này là khu Bạch Đằng thì được ngửi những cái mùi hoa sữa thoang thoảng rất là thơm, giống như kiểu mà chúng ta đi ở Hà Nội như vậy. Và có ăn tây khá xinh đẹp. Gái than nhí nhảnh, hay là nhí nhảnh luôn. Đây gặp em gái khá là nhí nhảnh quý bà con cô bác ạ. Trang cũng rất là đẹp.